Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bánh Bò Bom. Thì như video trước á, mình đã nói với mọi người là mình sẽ làm một cái video để phân tích cho mọi người xem là một con đực làm giống và một con đực làm bếp nó sẽ khác nhau chỗ nào. Thì bây giờ mình cùng chia sẻ, mình cùng tìm hiểu về cái vấn đề này nha. Đầu tiên mình sẽ định nghĩa cho mọi người nghe về một con đực làm bếp là như thế nào. Một con đực làm bếp thì mọi người chỉ cần là gì ạ? Ngoại hình nó dễ thương, nó khỏe mạnh, xinh xinh là được rồi, đúng không mọi người? Chỉ cần là đối với giống bom này thì mình nghĩ là một con đực mà để làm bếp thì mọi người chỉ cần mặt gấu nè, mặt ngắn nè, thật là xinh nè, lông thật là dày nè, size nhỏ nhỏ một tí, và quan trọng là sức khỏe của nó. Thì những cái đó thì tùy cái uy tín mỗi chỗ bán ha, thì chỉ cần một bé đực như vậy để làm bếp là quá là ok, để nó gắn bó với mình cả đời, đúng không mọi người? Còn một con đực làm giống, mình sẽ định nghĩa cho mọi người một con đực làm giống là gì. Một con đực làm giống thì có thể bản thân của nó có thể đẹp hoặc là có thể nó sẽ không đẹp và nó không có hợp nhãn mọi người như những bé đực làm bếp, nhưng đời sản phẩm của nó ra chắc chắn là phải đẹp và phải đồng đều nhau. Trong nhân giống thì người ta sẽ gọi những bé đực làm giống nó sẽ phải mang những cái tập hợp gen trội, và tùy theo gu từng trại thì người ta sẽ lựa chọn những bé đực nó có những cái gen trội tương đương. Và trong cái việc nhân giống ra thì mọi người phải cầm được những bé đực làm có tố chất làm giống, chứ không phải là bé đực làm bếp mọi người. Những bé đực có tố chất làm giống thì mọi người sẽ ghép nối những cái cặp gen với những bé cái và cho ra đời chó con ngày càng tiến bộ hơn, ngày càng phát triển hơn. Và cái tiêu chí bên mình lựa chọn những bé đực làm giống thì điều đầu tiên về cái ngoại hình, mọi người nhìn vào sẽ thấy cái gì trước, chính là khuôn mặt, đúng không mọi người? Đúng rồi, bản thân mình cũng vậy, mình thích những bé mặt nó phải đẹp. Có thể là mặt nó không phải quá gấu, hay là nó cũng không phải là nó phải cục, nó phải sát vô, nhưng mà cái mặt nó phải đẹp và nó phải có duyên. Có nghĩa là có nhiều bé mọi người, cái mặt nó rất là ngắn, rất là tịt luôn, nhưng mà khi mọi người nhìn vào sẽ không có thấy có duyên. Vì sao? Ví dụ như mắt lồi tí nè, mình nhìn thấy không có duyên, mỏ bị chề, không có duyên nè, đúng không mọi người? Còn bên mình á, mình thích tuyển chọn những bé mặt phải xinh, phải thật là đẹp. Đó là cái điều đầu tiên, bởi vì khi mọi người nhìn vào một con chó, giống như mình nhìn vào một cái cô hoa hậu, mình sẽ nhìn cái gương mặt đầu tiên, đúng không mọi người? Đó. Tiêu chí thứ hai trong cái ngoại hình là cái body. Tuy là những bé nhà mình á chỉ là chó được giống thôi, mình không có tham gia dog show, nhưng mà ví dụ như con chó show nó được 10 điểm thì những bé mình tuyển chọn nó phải được từ 7 điểm trở lên về cái body, như là mình đã phân tích với mọi người trong những cái video trước. Đó, những bé vàng nhà mình thì cái body của bé nó rất là cục và nó rất là cân đối nha mọi người. Cái chân nó sẽ to, nhưng mà nó to trong cái sự cân đối, chứ không phải là cái chân nhìn nó lùn tẹt nha mọi người. Mình không có thích mấy bé chân lùn, thật sự chia sẻ bản thân mình với mọi người là như vậy. Nếu mà mọi người có cơ hội, mọi người có thể tìm hiểu những cái sản phẩm, những cái con đực mà cái chân nó quá lùn quá ngắn á, thì nó cho ra đời con nó nhìn nó rất là kỳ, nhìn nó dài đòn, nó dài người ra giống như là những cái con mà lạp xưởng hay là cọc duy vậy mọi người. Đó. Và thứ ba trong cái ngoại hình đó chính là bộ lông. Bộ lông của các bé nó ngoài cái việc dày ra thì tất nhiên là nó phải có rồi mọi người, thì nó phải có cái sự phân bố đồng đều. Có nghĩa là lông á nó phải đều, là nó dày từ người nè, nó dày cho tới chân. Lông chân nó cũng phải dày thì mọi người mới thấy chân nó to. Và nhất là cái bờm đầu, mọi người nhìn vào một con chó nó đẹp hay không, và mọi người có cảm giác là nó có tròn không á, nó nhìn trực diện như này nè, nó có tròn hay không là nhờ cái bờm đầu này nè mọi người. Có rất là nhiều bé lông mình nó dày nha, lông mình nó rất dày, nhưng mà cái bờm đầu nó thì lại bị xẹp vậy nè, mọi người nhìn giống như bị hói vậy á. Và cái chân nó thì cũng không có lông luôn, cái chân nó thì nhỏ xíu à. Có rất là nhiều bé nó như vậy nha mọi người, nhưng mà ở đây thì mình đang không có bé nào để mình thị phạm cho mọi người xem cho nên mình diễn tả như vậy, hy vọng mọi người hiểu ha. Thì về cái ngoại hình, thứ nhất là khuôn mặt, thứ hai là cái khung xương body, thứ ba là cái bộ lông, nó phải phân bố đều và nó phải xù, nó phải dày ha. Về những cái đặc điểm đó của những bé đực, ít nhiều nó sẽ di truyền về cho đời con. Và tất cả những khách hàng của mình, không phải là mình chê, nhưng mà tất cả những khách hàng của mình á, không phải ai người ta cũng có cơ hội và người ta cũng có được cái may mắn để người ta sở hữu những cái bé cái nó đẹp mọi người. Đó, cho nên vì vậy người ta mới phải tìm những cái nhà đực để người ta phối. Đó, thì những bé đực nhà mình sẽ tuyển chọn với cái tiêu chí gắt gao nhất để có thể cải thiện ngoại hình tối đa cho nhà gái của mình ha. Ngoài điều thứ nhất là ngoại hình thì điều thứ hai mình quan tâm chính là nguồn gen và da phả của các bé. Nói ngắn gọn cho mọi người như thế này, có nghĩa là những bé nhà mình tuyển chọn thì đều là con ông cháu cha hết, đều là cha ông của các bé, đều là nhà vô địch, không có Việt Nam thì Thái, còn không thì là vô địch hai nước này nọ. Nhưng mà mọi người nên nhớ giùm mình á, là ngoài cái da phả ra, ngoài cái da phả tốt, cái máu nó tốt, thì mình cũng phải để ý tới lại cái thực tế chất lượng con chó mọi người. Bởi vì sao? Mình ví dụ như một con cha mà phối với hai con chó mẹ khác nhau sẽ cho ra hai cái máu chó con hoàn toàn khác nhau.
Thì như là mình khi mà mình đăng lên mạng thì mình chỉ nói là à bố là bé đó gì đó, nhưng mà khi mà phối với hai con mẹ khác nhau, một con mẹ nó có cái máu tốt hơn, nó xịn hơn thì nó sẽ hoàn toàn rất là đẹp và nó sẽ có thể làm giống được. Còn một con mẹ thì cái máu nó thường thôi và nó chỉ là một con chó cái để làm bét thôi, thì phối ra cái dòng chó đực nó chỉ làm bét thôi mọi người. Đó có nghĩa là cùng một con cha thì nó có thể cho ra hai máu khác nhau, một cái con thì có thể làm giống, một cái con thì nó có thể làm bét. Cho nên là ngoài cái việc gia phả á, thì mọi người cũng phải đi kèm với lại thực tế chất lượng con chó. Một con đực làm giống và một con đực làm bét nó khác biệt nhau nhất ở cái chỗ là ra sản phẩm. Không phải là cái con đực mà không, mình thường nói với khách hàng mình à bé này nó không có làm giống đâu chị ơi, nó chỉ làm bét thôi. Thì mọi người sẽ thường hay nghĩ là à nó không có bi hả em, hay là nó không phối được hả em. Không, mấy bé phối được hết đó mọi người, phối được, đẻ được hết bình thường. Nhưng mà cái đời sản phẩm nó ra nó sẽ không đẹp. Đó, mình ví dụ như là bé đực đó mọi người thấy nó đẹp lắm nha, nó xinh lắm nha, nó 10 điểm nha, nhưng mà nó đẻ con ra thì nó sẽ chỉ được 1-2 điểm của bố thôi, hoặc là có khi thì được 5 điểm, có khi thì được 1-2 điểm thôi, nó sẽ không đồng đều nhau. Và có khi thì đẻ ra con chó con nó hoàn toàn giống con mẹ luôn mọi người. Cái đó thì mình đã thấy rất là nhiều trường hợp như vậy rồi. Còn những bé được làm giống á thì khi mà phối với, tất nhiên là phối với nhiều chó cái khác nhau, thì những bé cái đó có con á nó tốt, có con nó không tốt, có con có giấy, có con không giấy, có con cái phả nó, cái máu nó tốt, có con thì cái phả nó chỉ là để làm bét thôi, thì á nó sẽ cho ra những đứa con đời con á, nhưng mà nó phải từ 6 điểm đến 10 điểm chứ nó không có lẹt đẹt mà 1-2 điểm giống như là những bé được làm bét. Đó là cái sự khác biệt lớn nhất giữa bé được làm bét và bé được làm giống. Và làm sao để mình biết được điều đó, thì thứ nhất là mình nghiên cứu gia phả, thứ hai á là mình phải theo dõi cái sản phẩm của các bé, theo dõi trong thời gian rất là dài, phối với chó cái này, chó cái kia, chó cái nọ, và phối với những cái máu này, máu kia, máu nọ. Đó, và mình, đối với bên mình, cái gu của bên mình là mình thích nhất những bé đực mà nó không có kén cái nguồn gen đó mọi người. Có nghĩa là nó có thể phối với những bé cái, máu này, máu kia, máu nọ, nó đều ra con đồng đều với nhau, chứ không phải là phối với bé này thì nó ra con đẹp như tiên, còn phối với lại máu khác thì nó lại ra con nó quá kém quá tệ. Thì tại vì khách hàng của mình rất là đa dạng và họ nuôi rất là nhiều bé chó từ những cái nguồn khác nhau, thì tất nhiên là những bé đực nhà mình á nó phải không có kén gen như vậy á, thì khi mà nó phối cho người ta nó sẽ ra những cái sản phẩm đồng đều và đẹp, lúc nào cũng đảm bảo đẹp cho họ. Các bạn có bao giờ để ý cái câu nói mà người ta hay nói là chó giống cha, gà giống mẹ không mọi người? Giống ở đây á không phải là đẻ ra một con chó mà nó y hệt với con cha đâu, nhưng mà tại vì thường á khi mà sinh chó con ra thì chó con nó sẽ được di truyền cái khuôn mặt của cha đó, và cái màu lông giống của cha gần như là 70 đến 80%. Bao đì á thì thường nó sẽ giống cả cha và mẹ luôn, cho nên là những cái anh chị hoặc là ngay cả bản thân mình để nhân giống ra những bé mà đi dog show được á, thì nó đòi hỏi không phải chỉ là con đực nó tốt mà là con cái nó cũng phải tốt luôn. Có nghĩa là cái khung body nó phải thật là đẹp thì mình mới nhân giống ra được những bé đẹp mà đi dog show. Còn cái gu của đại đa số khách hàng nhà mình là những bé đực có thể nhân giống ra những đời chó con là mặt xinh, chân gấu và lông thật là dày. Đó, như vậy là quá ok luôn mọi người. Video của mình đến đây là hết rồi. Video này cũng giải thích cho rất là nhiều bạn hỏi những bé đực làm pet nhà mình thì có thể về làm giống được hay không. Các bạn thường hiểu lầm là nó không thể nhảy được hay sao. Không phải nha mọi người. Nó có thể nhảy, có thể phối, có thể ra con bình thường, nhưng mà cái chất lượng sản phẩm nó sẽ khác biệt nhau giữa con đực làm pet và con đực làm giống. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ ủng hộ cho mình một subscribe nha.